Chào thưa các bạn nhé, mình là nhà vườn Huy Hoàng. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn tham quan lô trà bạch cổ nhá. Những cây trà rất là đẹp mắt, đang cho những đóa hoa rất là sai này. Loại này là một loại hoa rất là người thích trồng mỗi dịp Tết đến xuân về các bạn nhé. Những cây hiện tại mình đang giới thiệu thì có chiều cao dao động khoảng tầm 1m1 đến 1m2 này. Tán mà nó cũng khoảng tầm hơn 1m nhá. Đã được cắt tỉa cành tán ổn định rất là nhiều này. Cho sẵn xum xuê nhá. Đây là những bông hoa của hoa trà bạch này. Đó, các bạn thấy không? Ở bên trong này, trong nhụy của nó có hơi màu vàng vàng nhẹ nhẹ này, các cánh hoa họ màu trắng tiết xếp chồng lên nhau như những búp sen rất là nhiều. Cây như này thì có khoảng tầm là hơn 100 nụ nhé, rất là sai. Các cây đã được cắt tỉa ổn định rồi, đây đã lên bầu lên chậu chắc chắn nhá, các bạn về yên tâm chồng chăm sóc thôi. Này thì có đường kính gốc khoảng tầm là 3 phân 3 phân rưỡi, họ cành tán rất là ổn định rồi, rất là xum xuê. Nụ rất là nhiều, rất là sai, thuần Việt. Hoa của nó màu trắng biết, rất là đẹp mắt. Này, rất là nhiều, rất là sai. Bông hoa này, hoa trà bạch này. Đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Đây. Nhiều hoa, đấy, loại này thì nở hoa kéo dài qua đầu tới nguyên đán nhé. Rất là nhiều, cây nào cây đấy đã được cắt tỉa ổn định rồi. Đấy. Nên chậu các bạn về là trồng khuôn viên trước cửa sân nhà này, rất là đẹp, một loại hoa mà rất là nhiều ưa chuộng. Đây những cây trà bạch này rất là nhiều, rất là sai hoa tươi tốt luôn. Vườn thì có số lượng rất là nhiều nhá, để các bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp mình. Này hoa của nó này, cánh hoa rất là to nhé. Đây, đây. Kính hoa khoảng tầm là 7 đến 8 phân nhé. Đây, những hoa này bằng một bàn tay của mình nhé. Hoa chợ rất là dài. Đây, trên thân này nụ rất là sai này. Đó, này các bạn rất yên tâm nhé, về là đảm bảo kéo dài, trồng tươi tốt luôn. Những nụ hoa này rất là nhiều, rất là sai hoa. Đó, chúng mọc thành từng chùm như này. Đấy, các bạn có nhu cầu cũng là muốn tìm hiểu về giống trà bạch cổ này thì có thể liên hệ trực tiếp nhà vườn nhà mình nhé. Hay nhà vườn Huy Hoàng bên mình thì chuyên cung cấp các giống hoa cây quả độc lạ. Địa chỉ vườn mình ở phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quý, Gia Lâm, Hà Nội nhé. Số điện thoại Zalo là 092 692 2886 nhé.